Đây nãy sư cũng có cúng đất đai nơi đây để cầu nguyện xin đất đai nơi đây làm cây cầu này với những cái công việc nó thuận lợi và may mắn nhất. Này cúng chai dừa với nải chuối. Đưa vào sử dụng cho thuận lợi hiện cho bà con đi lại và các em học sinh
đi học trong cái việc khai trương khai giảng năm học mới năm 2019-2020 đó là cái cách thành cái cầu. Còn một lần nữa thay mặt cho đồng chí hôm nay cũng do cái cân duyên và cô Tiền ở thành phố Hồ Chí Minh cũng phát tâm vận động Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho cây cầu nông thôn này. Thì ở ấp An Bình qua đây thì có hai cái trường là trường dân tộc nội trú của huyện Lục Hoao và cái trường tiểu học của trường mầm non của xã Định An. Thì trong cái buổi khởi công hôm nay thì cũng có là đại diện của ủy ban xã Định An các cấp và cùng với Mạnh Thường Quân. Thì ở đây thì có anh Thiện thì cũng phát tâm cùng nghe nó yêu cầu 150 triệu, còn thiếu 50 triệu, như vậy là cái đoàn từ thiện của anh Thiện nó cũng vận động mới có được 16 triệu. Vì vậy là anh Thiện hứa cho đủ 50 triệu và thành ra cái cầu này hoàn thành 150 triệu. Thì trước nhất cũng không có gì hơn thì sư cũng xin chân thành cảm ơn là các nhà Mạnh Thường Quân và bà con ở trong nước hoặc là ở nước ngoài là hỗ trợ hùng thước để xây dựng được cây cầu nông thôn hôm nay. Thì trước mắt thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn. Mà thứ hai nữa là xin cái hồi hướng phước báo và đưa đến là những Mạnh Thường Quân cũng được phước báo mà Mạnh Thường Quân làm trong ngày hôm nay. Là cuối cùng là xin chúc cho Mạnh Thường Quân và gia đình hưởng được năm pháp của Đức Phật là sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Xin chân thành cảm ơn. Hôm nay chính quyền địa phương cũng chân thành cảm ơn trước hội điều phối của thành phố Hồ Chí Minh, tôi cũng là chi hội của ấp An Trung, xã Tân Trang. Thì của tầm nhiều tôi cũng xin đăng ký hỗ trợ là 2 triệu, nhưng mà hôm nay chưa có tiền mặt, ngày mai mốt tôi gửi cho đoàn. Thì cũng nhờ trước là Mạnh Thường Quân, cô bác anh em ở địa phương ngoài nước trong nước thì cũng hỗ trợ giúp bắt cây cầu nó thuận tiện, giúp là học sinh trẻ em đi qua lại cho thuận tiện, học nhất là mùa mưa lũ. Tôi xin hết ý kiến. Hôm nay cho hai đây. Hôm nay Thiện tới đây cũng gửi cái phần tiền mà hôm trước chú Thành, cô Vinh ở bên Mỹ gửi 16 triệu cho sư Minh đứng ra để làm cây cầu. Ở đây cái tiền của chú Thành với cô Vinh gửi 16 triệu để đóng góp xây dựng cầu nha sư. Thì Thiện cũng hy vọng hôm nay ghi hình thì cũng rất mong cô bác đóng góp thêm tiền để hoàn thiện cây cầu sớm nhất, thì cũng còn thiếu khoảng 34 triệu nữa. Vì con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân gửi đến sư cái phần tiền này nha. Bây giờ sư cũng nhận cái số tiền này. Thứ nhất là xin hồi hướng phước báo đưa đến ông bà cha mẹ cũng như các tổ người ngoại bên bảy đời đã hóa giải. Xin hướng dẫn phước báo mà con cháu làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho đặng kết quả đến người đã hóa giải và sau cùng cầu chúc cho gia đình có được năm thân của Đức Phật sống lâu, sống tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ. Và ba tài sản, một là sự sang cải trên thế gian, hai là sự sang cải trên thiên đàng, ba là sự sang cải trên nước bàn. Khỏi ba đường này gia đình con cháu anh em mình nguyên tâm trong sạch hôm nay là hưởng hồi phước báo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ông mưa đi ơi. Mưa mời. Thế nào ông ước?
Mấy năm trước
qua rất là cột cùng kia lên để lên rồi nói chuyện với cô bé phải chưa. Ở đây là những mẻ bê tông đổ đà đầu tiên. Hôm nay đổ đà, đổ cột. Lại chút xíu. Thank you.